nhìn tầm nhìn phía trước, nhìn phía sau, trống thì mình mới lấy bao nhiêu mình vượt được. Và đồng thời nếu mình vượt mới có xi nhan nha, tín hiệu đi qua nha. Đã chớp, gà thắng. Không nào coi nha, gà thắng trước. Đó, rồi buông thắng. Và bây giờ tốc độ giảm, đạp con vào. Đúng không? Tốc độ mình giảm đúng không? Đạp con vào về số. Đèn xanh đèn đỏ. Về số 0 luôn. Đó. Đã chớp từ từ gà nhẹ thắng đó. Rồi xe trái về. Giữ chứng thắng lại, xe ngay cái dốc. Rồi xúc hợp. Đạp sát con và dỡ con trước. Rồi buông thắng. Tại vì đó là cái dốc. Anh mà buông thắng ra trước là thằng đó nó dễ trái đúng không? Mình dễ bên đây không liên quan tới nó. Để nhìn ngược trái nha nha. Đó, từng đồng hướng hết á. Rồi nhìn theo hướng thẳng thì trả lái thôi. Rồi trả lái nha, trả lái nha. Đó rồi, ra vô. Nếu mình đi theo hướng thẳng chưa, bắt đầu mình từ từ phải bám theo tim đường. Đó, anh mà giật vô liền thì dính xe máy hiểu không? Rồi số 2. Số liền, đừng lấy đà nhiều, nó hú chứ không được gì chứ. Ra ít thôi. Rồi ra về vô liền. Rồi số 3.